cái chế độ khi mà vào chim thi vào thời điểm này anh em đừng ép nắng, mình nói thiệt anh em ấy. Anh em ép nắng quá con chim chịu không nổi, thậm chí là con chim bị bệnh nha anh em. Một số anh em ép nắng mà chim bị mất giọng, cản giọng luôn đấy. Anh em con chim của mình khi mà đủ nắng rồi anh em phơi nắng vừa thôi nha. Anh em đừng nghe một số idol nào đó mà đi phơi nắng chim từ 3 giờ, từ 1 giờ đến 3 giờ. Mà cái nắng hiện tại mình nói thật với anh em nó kinh khủng khiếp. Người mà không chịu nổi ra ngoài đường mà sao chim chịu nổi anh em. Anh em phơi nắng mà phơi nắng cái giờ 1, 2 giờ chiều không thì sao mà chim của mình không bị hư được nha. Cho nên là mình không biết là một số anh em nào đó có những con chim chịu được nắng như vậy thì mình không biết. Nhưng mà trên cơ bản rằng là cái nắng, anh em nhìn con chim nhận biết con chim của mình để phơi nắng nha. Không nên ép nắng nhiều quá. Hiện giờ mình đang thử mình thấy rằng là với cái thời tiết hiện tại, anh em phơi trước một ngày mình khỏi phơi nắng được, hong cho chút nắng buổi sáng chùm áo nghỉ ngơi là ok nhá. Tại nó vào lửa rồi là ok anh em. Còn mình căn nắng là chẳng qua cái thời tiết nó không ổn định, nắng không ổn định thì mình mới phải căn nắng thôi. Có nghĩa là cái nắng ở dưới cái bạt nha, hoặc là nắng ở dưới mái tôn nó kinh khủng khiếp anh em. Anh em biết làm sao, anh em ví dụ anh em phơi nắng mà để ở dưới cái tàn cây anh em nó ok, tại cái tàn cây nó mát, nó rất là ok. Nhưng mà anh em phơi nắng mà để dưới mái tôn này, dưới cái bạt này nóng lắm anh em, nóng không chịu nổi đâu. Cho nên anh em phải để ý cái thời tiết hiện tại mà rất là nguy hiểm. Mình thấy nhiều anh em đăng lên con chim phơi nắng mà rất khủng bố, trong khi đó anh em chơi thêm cái quả cam ấy, anh em tin không, trời nắng con chim yếu mà ho, anh em cứ quất cam vào cho nó ăn. À thì thực sự ra có nhiều anh em bảo là phơi nắng là cứ phải phơi nắng trưa đúng không, thì chim mới vào lửa. Nếu mà anh em phơi nắng trưa ấy để mà lấy lửa cho chim thì mình khuyên anh em là đốt cái bếp lò ấy, anh em đốt nó ngon hơn là anh em phơi nắng trưa nhà cho lẹ. Cái khung giờ mà phơi nắng tốt nhất cho chiến binh là buổi sáng nha anh em. Khung giờ mà phơi nắng tốt nhất là buổi sáng, và buổi chiều thêm một chút nắng nữa là ok nha anh em, cho chim nó giữ ấm trước khi nó nghỉ. Còn khi anh em tắm là không phơi nắng, có nghĩa là mình nói là mình tắm trong động lực anh em. Mình thả ở động lực ở ngoài trời nắng, mình để một nửa là nắng và một nửa là mát nha, để cho chim nó tắm. Thì khi mà con chim nó tắm anh em biết không, nó tắm nó vũ, nó sẽ vũ mình, nó bay nhảy nó vũ mình, anh em vũ khô, sau đó nó sẽ đứng ở cầu nắng nó hong một chút. Thì khi mà nó hong nắng khô nó nhảy vào chỗ mát, thì lúc đó anh em mang con chim của mình qua lồng nhỏ và để vào chỗ mát cho nó nghỉ ngơi, chứ không phơi nắng anh em nha. Chỉ hong nắng để cho nó khô bộ lông thôi nhá, chứ mình không phơi nắng nha. Chưa tắm là không phơi nắng. Tại anh em biết sao không? Khi con chim mà nó tắm nó mới tắm xong á, mà mình phơi nắng ở thời điểm đó con chim mình nó bị khô lông nha anh em nhá. Anh em để ý con chim của mình trời nắng này, anh em phơi nắng ép quá không tốt, chim dễ bị hám mỏ nha. Hoặc là chỗ để của anh em nó nóng ấy, cái chỗ để nó nóng nó bị hô hấp ấy, nó ảnh hưởng ấy. Anh nói thiệt luôn, cái giờ 1 giờ đến 3 giờ anh em phơi khoảng 30 phút thôi, con chim của anh em nó muốn chết rồi, đừng có nói là phơi lâu. Thì anh em hong buổi nắng trưa khi mà tắm, không ai phơi nắng khi mà tắm chim đâu anh em, tắm khô bộ lông hết. Con chim mà khi mà anh em tắm á, là anh em tắm ở lồng lực ok hơn nhiều anh em. Anh em cho nó bay qua bay lại anh em, nó vũ lông, nó tắm, nó phè, nó tắm một chút là nó ôm cái lông vào là anh em thấy há miệng rồi, là lúc đó mình mang chim vào cho nghỉ ngơi nhá. Chứ bộ lông anh em tắm xong anh em mang ra phơi nắng trưa cháy lông hết, bộ lông hư hết, khô lông hết. Chuối con trào màu chính là chuối mà. Nhưng mà anh em phải để ý rằng là nếu mà khi mà con chim của mình ăn chuối nhiều quá, mà đặc biệt là anh em hay cho ăn chuối ương, thì con chim của mình ấy nó rất là dễ đi bón nha, nó rất là dễ đi bón. Cho nên anh em phải để ý. Thì thường thường anh em là một tuần anh em lên cho một bữa hai bữa cho cái mát đi. Như mình đó là cứ hai cái ngày cuối tuần là mình cho ăn trái cây mát, còn 5 ngày còn lại thì mình cho ăn chuối. Có cái là chuối là chính, chuối là chính. Anh em hạn chế mật ong, anh em uống ít lại, đừng uống nhiều. Tại vì thế này anh em, thứ nhất là anh phải để ý rằng là cái mật ong nó là một thành phần nóng và quẹt cầu quẹt mỏ, cho nên là anh em dùng vừa phải nha. Thực sự ra thì bình thường anh em không nên dùng, nhưng mà khi mà vào thời tiết mà anh em cảm thấy nó khắc nghiệt thì anh em cho uống một chút thôi, pha nước ấm nha, cho uống trong vòng nửa ngày thôi rồi rút bỏ, không uống nhiều, một tuần không thể quá hai lần nha.
cho nên anh em phải hạn chế, đặc biệt là những con chim mà đang quẹt cầu quẹt mỏ nhiều, anh em lại cứ dùng mật ong quất vào thì thôi mình nó thiệt với anh em luôn, nó quẹt cho phê luôn. Mà đặc biệt là anh em dùng mật ong để mà hấp với lại cà rốt, mẹ quẹt mỏ phê lắm anh em ạ, quẹt mỏ đã luôn đấy. Thứ nhất anh em để ý thế này, nó tùy vào đường ruột con chim, nó như người vậy. Có cái đường ruột con chim nó tốt anh em, nó khỏe thì nó ok. Thì trên cơ bản là những con mọc mà anh em để ý rằng những con mọc mới về, anh em đừng nên vào cám dinh dưỡng cao, đừng nên vào ngay. Anh em nuôi cám mọc, cám trứng và cám gà, anh em nuôi cho một thời gian cái đường ruột nó ok, nó làm quen ok hẳn, rồi mình bắt đầu mình hẳn vào từ từ mình vào cám tốt hơn. Có nhiều anh em là cưng chim của mình quá, nhà có điều kiện, cho nên khi anh em bắt con mọc về anh em bơm vào, bơm cái hàng cào cào cho nhiều vào, rồi bơm cám xịn vào thì tốt cho anh em. Nhưng mà có những con nó chịu không nổi, nó một thời gian nó sẽ bị hư đường ruột nha. Cho nên anh em an toàn thì cứ dùng cám mộc trước đi anh em, đừng có lo nhá. Mộc là phải dùng cám mộc, rồi từ từ hắn rồi tính. Có một số anh em hay nói rằng là con chim á ở nhà em không chăm, nhưng mà ra ngoài dàn đánh mấy con chim đá xe không chịu được. Thì ở đây anh em biết làm sao không? Cái chế độ mà chăm chim á anh em, chắc chắn rằng là nếu mình chăm đều tay, mình chăm con chim tốt thì chắc chắn nó sẽ thể tốt nhất anh em. Tại vì là anh em biết phải như thế này này, nếu như mình nuôi một bầy chim á ở nhà thì chắc chắn rằng nó sẽ không tốt bằng là anh em nuôi một con. Tại vì thứ nhất là ví dụ như là anh em biết được là thứ nhất là những người mà người ta không quan tâm nhiều lắm á, người ta hay ra bốc đại một con chim á, nó là một chim hay, xong rồi về người ta nuôi, người ta đâu có dợt đâu đắn đâu anh em, người ta về ta nuôi cả năm hai năm trời ăn cắm gà đúng không, mà không dợt, không cần phải dợt, phải dã gì hết, lâu lâu mang ra ngoài tiệm đánh một trận, ra ngoài dàn đánh một trận. Những con chim mà mua vài trăm triệu nhiều khi không bằng nó. Thì ở đây anh em nói cũng đúng, là tại vì thứ nhất là người ta nuôi con chim ta đâu có dợt dãi, lâu lâu đánh một trận, còn chim của mình là mình đi dợt dãi mà anh em, rồi là mình chăm nó nhiều khi là nó chưa phải vào phong độ của con chim. Những con chim mà giải xe hoặc là những con chim nhiều tiền thì chắc chắn nó phải là hay rồi anh em, nhưng mà đâu phải con chim mà mua nhiều tiền lúc nào nó đắn được đúng không, là nó phải vào phong độ của nó mới ok được. Còn nhiều khi con chim mà nuôi ở nhà ăn cắm gà, ngày hôm đó mang đi ra ngoài cội chơi, nó đúng vào cái ngày của nó, phong độ nó đắn, thì con chim mà mua vài trăm triệu không ăn thua. Chơi chào màu mình không dùng dế nha. Có nhiều anh em chia sẻ là con dế nó nóng căng lửa. Mình nói thiệt với anh em luôn, nếu mà con dế mà nó nóng nha thì anh em bỏ cào cào nuôi dế đi, mình nói thiệt. Cái con dế nó là đặc tính của nó là mát anh em, thứ nhất là mát, thứ hai nó rất là béo, anh em thấy cái bụng của nó rất là béo. Nó ăn dế nhiều nó sẽ làm cho con chim của mình nó ù nù ra, mập ù lù ra nha anh em, cho nên là mình không nuôi dế. Ví dụ anh em nuôi dế ở thời điểm mà chim nó đổ lông ấy, anh em không có chứng kiến anh em có thể bổ sung dế nha, nhưng mà khi mà chim nó mọc lông ra thì anh em ngưng dế lại và vào cào cho mình. Chứ mình đấy là mình chia sẻ với anh em là mình biết con dế như vậy, tại vì hồi xưa mình là chạy dế mà, hồi xưa mình chạy dế mình hiểu con dế. Mình không bao giờ nuôi chào mèo dùng dế. Mình dám khẳng định với anh em một câu, không bao giờ dùng một con dế nào cho chào mèo. Anh em đừng có làm dùng thuốc nhiều quá. Anh em phải hình dung rằng là khi mà anh em sổ giun cho con chim là con chim nó sẽ mất lửa, thứ nhất. Thứ hai anh em phải biết rằng cái thuốc sổ giun anh em nha, để đẩy được con giun con sán ra ngoài, em nghĩ thử coi rằng là nó mặn không, nó mặn, nó sẽ bào mòn cái đường ruột của con chim nha anh em, cho nên là anh em phải hạn chế. Thực sự ra là cũng có dùng, tỷ lệ là một số con bị rất ít, nhưng mà anh em phải hạn chế tối đa. Thực sự là con chim của mình cần thiết mới sổ, còn không anh em đừng có suốt ngày chơi thuốc vào nha. Anh em sổ nhiều nó bào mòn con chim mình, nó hư chim nha. Thì ở đây có những anh em dùng bằng cái hạt cau, nhưng mà anh em khỏi dùng hạt cau, anh em dùng bằng cái viên viên thuốc. Ở đây trường hợp mà anh em muốn sổ giun là anh em
Thứ nhất con chim của anh em nó không ăn, nó biếng ăn. Thứ hai là nó xù nha, tại vì thường thường nó biếng ăn là nó sẽ xù chim mà nó yếu. Thứ ba là con chim của anh em nó đi cái phân của nó là phân săn anh em, phân đờm đờm săn ấy. Thì ở thời điểm đó mình mới hắn sổ giun thôi nha, còn bình thường anh em đừng có sổ, mình nói thiệt. Thì anh em ra ngoài tiệm thuốc tây anh em mua cho mình ca cha viên thuốc sổ giun cho người á, cái viên thuốc Vudaka anh em nha, cái viên thuốc Vudaka anh em mang về anh em nghiền nát ra, nghiền nát ra thêm một viên đó anh em chia thành 4 phần, một cái viên đó anh em chia cho mình thành 4 phần nha, thành 4, lấy 3 phần cất đi, một phần pha với lại nước ấm ấm nha, rồi cho mình một chút mật ong, một chút thôi anh em nha, một chút thôi không cho nhiều, quấy lên cho nó uống, nó uống khoảng 2 đến 3 tiếng thôi anh em nha, nó uống khoảng 2 đến 3 tiếng thôi là anh em mang cống nước ra ngoài đổ đi là xong rồi đó, một lần duy nhất nha anh em, không uống nhiều tại uống nhiều không tốt nha.